Ok em chào sếp ạ. Cho em hỏi một chút nữa. Chuẩn bị kỷ niệm 22 năm thành lập Tân Phát Entech ạ. Thì trong suốt quá trình hình thành và phát triển 22 năm của mình đó thì theo sếp có một cái giai đoạn nào mà sếp cảm thấy là khó khăn của công ty mình ạ? Thế thì trong suốt 22 năm thì trong quá trình phát triển thì cũng gặp một số lần là có khủng hoảng kinh tế. Thì ví dụ như năm 2007, 2012-2013 và đến năm vừa rồi 2019-2020 là những cái mốc mà khủng hoảng kinh tế và do những cái ảnh hưởng của toàn xã hội rất là lớn đến công ty. Thì đến những cái năm mà có thể nói rằng là mình công ty Tân Phát cũng trong một cái khó khăn chung của toàn xã hội. Vậy thì trong 22 năm đó thì có một cái thời điểm hay thời khắc nào mà sẽ cảm thấy tự hào về công ty mình không? Thế thì qua những lần khó khăn gọi là khủng hoảng trước đấy, thì qua đó thì cũng nhìn thấy là mình cũng công ty Tân Phát qua vượt qua được, nói chung là một cách là tương đối tốt, một cách ngoạn mục. Và đấy đó là chứng tỏ rằng cái nội lực của công ty. Cái đi năm thứ nhất là cái đợt khủng hoảng 2007, thì thời gian đó là kinh tế rất là khó khăn, nhưng rất may mắn trong thời điểm đó thì chúng ta lại có một cái dự án rất lớn của nhà máy Piezo. Mặc dù chúng ta thực hiện rất là khó khăn trong thời điểm đó về tài chính là bị siết chặt, nhưng ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực và cuối cùng vượt qua được và thực hiện dự án cảnh tốt đẹp. Đến năm 2012 cũng là một năm khủng hoảng kinh tế chủ yếu ở Việt Nam. Thế nhưng năm đấy thì lại là công ty rất là may mắn là chúng ta thay bằng cái việc phát triển nóng ra bên ngoài thì chúng ta quay lại nội bộ để hoàn thiện nội bộ, tái cấu trúc được công ty. Là cái năm cũng bản lề của chúng ta chuyển từ công ty từ phía bên cũ sang đây và chúng ta tập trung xây dựng cái văn phòng và đã hoàn thiện văn phòng. Đấy. Thì trong đó mọi người là không làm gì hoặc là vào cụ, chúng ta bây chúng ta lại xây dựng cái văn phòng và chuyển đổi công ty từ cái trạng thái mà đi thuê bên kia với quy mô nhỏ và sang đây quy mô mới. Thì rất là thời gian đó làm việc nó rất hiệu quả. May chúng ta có động lực để thực hiện việc đó. Đến năm 2019-20 này thì nó cái khó khăn khác hẳn tất cả lần trước. Và đây nó do dịch bệnh chứ không phải bong bóng bất động sản hay vấn đề gì, và nó do giãn cách xã hội và nhiều cái, và là nó bất thường và xảy ra và có lẽ trong lịch sử chúng ta chưa gặp phải. Con người giãn cách, tất cả xã hội giãn cách và các nguồn hàng bị ngưng trệ và không có luân chuyển được. Trên thế giới này thì chúng ta thấy là gần như là nô la như là bị ngăn sông cấm chợ, là khó khăn từ cái nguồn từ cấp đầu vào cho đến đầu ra, rồi giá cả biến động cách kinh khủng, ngay giá vận tải biến động rất là lớn, tức là nhiều cái là biến động và nó thay đổi nó không theo cái quy luật của chính tình, và chúng ta rất là khó dự đoán được cái sự phát triển thay đổi của nó. Thì rất may là chúng ta may mắn là trong 2019-20 chúng ta lại có một dự án rất lớn bán lẻ, chúng ta ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Bởi vì tất cả những bán lẻ là những cửa hàng, cửa hiệu mà trên mặt phố, khi mà khó khăn thì người ta đầu tiên ta dừng ngay, không có mua sắm gì cả. Thế nhưng mà các dự án mà trung hạn, dài hạn có những cái sự mà kế hoạch trước thì người ta vẫn đầu tư, và điển hình chúng ta vẫn triển khai được một số dự án của Toyota, vẫn công tác nó không được mạnh, Honda, nhưng đặc biệt của VinFast là chúng ta vừa năm vừa rồi là triển khai rất tốt các dự án của VinFast cho các đại lý xe ô tô, xe máy 2S, 3S và đặc biệt là cái dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Và đáng tự hào nhất là trong thời gian vừa rồi là để chứng minh rằng cái nội lực của Tân Phát, cán bộ nhân viên của Tân Phát có một khả năng cạnh tranh rất là cao, được đã thực hiện rất nhiều dự án của VinFast, được khách hàng, các anh em kỹ thuật và bên phía VinFast đánh giá rất cao. Và chính vì sự uy tín của Tân Phát, từng bước bên VinFast đã trao rất nhiều gói thầu cho Tân Phát. Và đến nay là Tân Phát cũng đang thực hiện một số dự án của VinFast. Kỷ niệm 22 năm thành lập thì sếp
Rồi cuối cùng sếp có muốn nhắn cử với anh em, anh chị em tổng thể toàn công ty cái gì đúng không? 22 năm thì nó cũng như một con người đến chúng ta đến một giai đoạn trưởng thành. Và công ty chúng ta có một cái thương hiệu với tên hoặc là có một cái hình hài nhất định ở trong cái thị trường. Thế thì trong những đồ ô tô, xe máy và trong những lắp ráp ô tô, xe máy thì người ta khẳng định Tân Phát là một cái tên tuổi. Hầu như là các đơn vị, các đối tác đều biết đến quy mô và cái uy tín của công ty. Thì để công ty phát triển và lâu và là phát triển mạnh mẽ hơn nữa, như anh Minh Phong và quan giám đốc là mong muốn là công ty sẽ trường tồn và phát triển lại, trở thành cái nơi mà để tất cả mọi người cùng nhau đến để công hiến, đóng góp để và có những hưởng cái thành quả của anh em đóng góp. Thì rất là mong anh em làm việc với cái tâm là đặt trách nhiệm của mình với mình trong đó và với công ty, để làm sao để luôn luôn là con người làm việc có cái tâm thế như là công ty đã đưa ra đấy, là làm học thật, học thật để phục vụ khách hàng tốt nhất, thì chúng ta sẽ có uy tín và phát triển trường tồn hơn. Đấy, vì thực sự ở đây tôi cũng đang lo lắng nhất là trong cả xã hội phát triển là người ta đang cạnh tranh nhau dùng rất nhiều cái tiểu sản, thì ở đây làm sao chúng ta vẫn giữ được mình là luôn luôn cạnh tranh, ta lành mạnh và giữ được cái ưu tiên về chất lượng. Thì tôi nghĩ rằng là có thể có lúc nào đó chúng ta rất khó khăn, nhưng nếu mà lâu dài và phát triển thì chúng ta có tâm tốt và làm trên cái tinh thần và phục vụ khách hàng, tôi nghĩ rằng là công ty sẽ phát triển. Và cái này thì rất cần là anh em cán bộ công nhân viên từng người phải lĩnh hội được cái việc này và luôn luôn phải nhắc nhở mình, luôn luôn phải nhắc nhở mình và mọi người làm việc với tinh thần thái độ tốt nhất và với tâm công việc, thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ công ty càng ngày càng phát triển.